ổn chưa? Tôi không làm tay rồi. Đây rồi. 8 tiếng tầm làm. Anh em làm xong việc chưa? Bây giờ chưa mà mới một giờ chưa bao giờ đâu. Đây là phết. 15 triệu rưỡi chị ạ. Đây. Hai anh em đang làm việc đây các bạn ơi. Trưa nay không biết ăn gì đây. Đã chưa? Này. Nay mọi người mình ăn món móng heo rim tiêu, tiêu xanh. Này mình đang làm màu với lại là nêm gia vị trước rồi đang đợi tả cái móng heo ra. Này. Này hôm nay mình ăn canh khế nấu thì là canh chua khế thì là. Này gì ta? Này là caramel, nước sốt caramel, kho. Nước sốt caramel hả? Nước sốt caramel đây các bạn ơi. Hôm nay team quyết mình sẽ lại nấu cơm cho anh em mình ăn. Để cho lúc chờ đợi sẽ còn lâu đúng không? Để anh phỏng vấn các anh em ở ngoài ăn cơm, tí ăn cơm. Giờ là ra ngoài quay anh em. Hai anh em đói chưa? Đói rồi. Đói rồi. Mà Niu nên mà hứa biết nói chuyện không? Anh em đang ngồi chờ món ăn xong rồi lên ngồi ăn thôi các bạn. Hôm nay quyết nấu món. Ôi tí mới hỏi. Long sao đường. Long sao đường chết. Đồ heo rim đường. Mấy bữa ăn ngon không? Ăn ngon mà thấy đói nhiều quá. Đói nhiều à? Tại ăn xong rồi ỉa luôn thì nó hết thôi. Thôi về tập trung nấu ăn thôi các bạn ơi. Lại nấu ăn đây. Anh em lại cũng là công việc hàng ngày. Thôi lên quyết thì nấu ăn đây. Giờ lấy sườn ra đây các bạn ơi, chắc sôi rồi. Móng chân hả? Móng heo. Mà nó đang còn nhảy mà. Tóc luôn hả? Đây, nó đây các bạn ơi. Móng chân. Ui, nó rã rồi. Thôi. Sườn móng chân để trong móng heo để trong tủ đông thôi các bạn. Nên là rã đông xong rồi rửa nấu cho các bạn thấy cách nấu luôn. Ăn cơm với anh em mình luôn. Đây. Cái nồi của nó. Nhìn móng chân ngon quá. Cũng sơ đấy. Sơ. Cũng nước sôi đã rồi mới nấu được. Cho để tủ đông nha các bạn, nên phải đun nước sôi sơ xong rồi bắt đầu mới nấu. Ồ, canh chua. Rồi, trong lúc chưa đợi lại chuyển sang bên canh chua, ngon chưa? Chua chưa. Ủa canh chua này thì tí bỏ cái gì? Bỏ là thì là rồi canh chua bà chả. Canh chua thì là sôi lắm rồi á. Đây đã sôi được rồi, xong rồi nấu được rồi. Tại vì đã để tủ lông đấy, tủ đông đấy các bạn ạ.
ăn. Ngon, nhìn thấy màu, ôi sôi sùng sùng sùng. Rồi nhiều nhiều cái này chiều là ăn tiếp rồi, được được. Ôi, dịch bệnh nhiều các bạn không đi ra vỉa hè quay các quán nhậu được, nên là ở trong quán nấu cơm trưa, tiêm quyết nấu cơm trưa cho anh em ăn thôi, chia sẻ cho các bạn luôn. Những món ngon. Bên này là rau xào đây các bạn ơi, bên này rất là xào, bên này là rau lọc, rau xào. Xong rồi nhé mọi người, nấu xào xong rồi. Như vậy là những thứ đồ ăn đã xong rồi các bạn ơi. Bây giờ chưa lên chờ lên dĩa thôi. Tiêu cho mọi người. Tiêu.
heo. Rim tiêu. Rim tiêu. Đợi một tí nhá. Thấy ngon không mọi người? Wow, ngon. Buổi trưa mà ăn sang quá đúng không các bạn? Mùa dịch đấy các bạn ơi. Người bán hàng nghỉ thế là anh em được ăn những món để vào tủ đông, để vào tủ ấy, ngon. Còn đồ ăn ngon không ạ? Anh thủ ăn hết đi các bạn ơi. Không khen ngon đấy. Ngon quá tuyệt vời. Nó được khen. Thôi mời cả nhà ăn cơm nha. Nhưng ngon không? Được. Nhậu cái này cũng được nha. Này là bếp quýt không ăn à? Bếp quýt mang về nhà ăn. Ok. Cho về nhà luôn. Này mang cái này nhậu thì thôi chứ. Xin lắm mà. Mình xin 4 cục thôi nha mọi người. Thôi ăn hết. Nói gì không? Thôi anh em ở lại ăn lương nha. Rồi ăn đi. Thế không hết thì chiều ăn. Chiều ăn rồi nha. Ăn gì hết. Cái này đừng canh nó có lụng ra. Mày tự nhiên hẳn hưởng nên kêu anh Rung đi hai. Cái nồi này anh quét đổi ra luôn. Thôi nhiều lắm. Để ít thôi. Đi không... vô tìm cái bịch để im này khiêng về nè. Chứ bỏ trong đó đổ à, nữa. Đổ. Đổ. Thì để nguyên cái vô tìm bịch bự á. Bỏ nguyên cái hố nó đem về luôn. Hôm nay tự nhiên hưởng nên kêu anh Rung đi hai kể nấu canh mới ghê chứ. Ừ, đang lĩnh hỏi mà hôm qua đâu thấy khế không mà. Hả? Là sao? Đang đánh hỏi hôm qua đâu thấy thế đâu mà. Là sao? Ý hôm qua trong tủ lạnh không có thấy thế. Nhưng mà đi hái. Ừ, ý không? Vậy nãy giờ đang hất mắt. Ok. Chào mọi người nha. Mình ăn cơm đây. Xách về nhà ăn cơm. Mời ăn cơm ngon miệng nha. Vâng. Ngon á, anh đi cá nói xấu. Mày mà đâu. Hả? Ủa? Sao với mực hả? Ừ. Mực. Em ngoan hả? Nhìn qua đây thấy cái đâu mực mới biết có mực. Trời ơi là trời, tưởng hành không mực sao mực mà. Trời ơi. Nhìn qua đây thấy cái đâu mực mới biết đâu mực nè. Nãy giờ tưởng đâu hành nhá. Chết được. Còn được tưới ở nơi rồi. Còn phải lên nữa.